Mày lên xe ăn cơm sáng luôn. Rồi ạ. Ăn rồi. Con ăn rồi. Chuyển đồ. Ăn sáng á? Thế nhà tâm trọng ăn kiểu gì? Bà cho ăn rồi, chú Long rồi, đừng đợi cho nó khổ buổi sáng á, không có người đợi đâu. Ăn rồi. Mà đằng sau ấy. Cổng này á, 3 mét á. Đi vào. Cái này không vừa rồi. Mở cốp. Mở cốp. Mở cốp rồi bố. Nữa. Chị ơi, chị lấy cái đồ gì ở trong cái này đi. Wow. Sợ cảm. Đấy hả? Ủa sao chị thế? Trời ạ. Ăn rồi. Có ba nhà nên là có mỗi nhà cái đồ nên là ăn cái gì với bà chứ? Có con gì đâu bố ạ. Anh để em xem không? Xem tao đi vào trong ạ.
Không ạ. Cô ăn sáng vào đi con. Con ăn rồi. No lắm rồi đấy bố. Bố con đâu bỏ ra đây. Đi này, bán sáng đi. Thôi không ăn được. Vì ăn một bánh rồi. Đóng vali kiểu gì kìa. Đóng vali kiểu gì kìa. Xong chưa được một vào xe nhỉ. Chưa xong. Hai cái này để chỗ nào được anh? Gà với xôi. Để trên đi. Để trên đấy.